nhận cho đoàn tế con được dâng hương lên người. Nơi nguyện cầu dâng lên xin người chứng
tượng thôn Ý Vũ Định Sứ Cư cách thượng thôn Phụng Thịnh. Thần Minh Hiến Cung Xuân Tiết Sóc Kỵ Hoa Nhật Lễ Ra Thì Lão Thôn Đã Thuyết Thăng Hoàng Văn Tiên Ngôn Văn Việt và Ban Bảo Vệ Di Tích cùng đoàn kinh tế ngữ quan cách thượng đỉnh Mạnh Bái Liễu Thị Lơ Đông Dương Nguyễn Thị Nhân Tây Hòa Lê Thị Mộc Đọc Trúc Nguyễn Thị Nhẹn Phụ Trúc Trương Thị Mai Bùi Bồi Bái Đinh Thu Nguyễn Thị Dân cùng các quan tế viên sinh tiền nhạc công hợp đồng nhân chữ nhân đẳng cùng phụng xuân tiết sóc kỵ hóa nhật đồng nhân đăng cần dĩ hương đăng hoa nghi phù lang lễ nghi hồ tiểu kim ngân thanh trước đăng kỳ lễ vật cảm chiều cáo phù cung duy đương cảnh thần hoàng sắc phong tặng quan uy chính huy hiệu đại vương vị đại vương cùng duy đương niên ngài mẫu tuất đương cai việt vương hành thiền thiên ba hành minh chi thần thành tạo phán quan phương vũ quân thái tuế chỉ được tôn thần tự hạ cung duy chư vị đại vương đức bằng hiếu sinh thông minh chính trực khí trung thiên hạ tại duy minh thịnh cung duy chạc chạc quyết linh tư thích xuân thiên thị huy nhật đồng dẫn kinh trần phi thank you.
Thank you.
đời dân xa. Thưa bà con, hàng năm cứ mỗi độ xuân về, khi tiết trời đã trở nên ấm áp, và ngày 11 và 12 tháng 2 âm lịch, thì cán bộ nhân dân phương Cách Thượng lại nô nức đến với lễ hội đình làng, sửa lễ dâng hương để tưởng nhớ đến công lao đánh giặc giữ nước của các bậc tiền nhân. Năm nay cũng vậy, làng ta làm lễ dâng lên vị trung thành đại vương, cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, nhà nhà đoàn kết làm ăn phát tài. Được sự quan tâm của cấp ủy ban chỉ huy thôn và trưởng làng văn hóa, hôm nay thôn ta tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ chào mừng ngày lễ trọng đại của thôn nhà. Đến dự buổi lễ giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội đình làng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Đình Chuyển, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nam Sơn cũng đến dự, xin nhiệt liệt chào mừng. Một mùa đông khắc nghiệt đã trôi qua, xua đi bầu trời u ám, chấm dứt cái rét cắt da cắt thịt, để rồi một mùa xuân tươi đẹp lại về, hình như cảm nhận được niềm vui hân hoan của muôn loài. Thời tiết chuyển giao sang xuân năm nay ấm áp hơn, cây cỏ hồi sinh, đâm chồi trổ hoa, vạn vật giao hòa, đất trời hội tụ. Mùa xuân, mùa của những cung bậc hoan ca, mùa của những lễ hội truyền thống của vùng quê Nam Sơn. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, sau một năm lao động sản xuất, học tập và công tác với tinh thần phấn khởi, thi đua, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất, một mùa xuân của thế rồng bay trên đà đổi mới, cùng với nhân dân xã Nam Sơn, thôn Cách Thượng chúng ta đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Trong niềm vui ấm no, hạnh phúc và tràn đầy sức sống mùa xuân, về với lễ hội hôm nay và che chở cho thần dân, chúng ta nguyện cầu chúc cho quốc thái dân an, đất nước thăng hoa, mưa thuận gió hòa, xóm làng đổi mới, cầu chúc cho mọi nhà được bình an và hạnh phúc, người người được mạnh khỏe. Ngoài phần lễ,
còn tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc như kéo co, bịt mắt đập niêu, giao hữu bóng chuyền, cờ tướng. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Lam Sơn và sự chỉ đạo của Ban Văn hóa xã Lam Sơn, cổ vũ động viên của các ban ngành đoàn thể, sự phối kết hợp của các đội văn nghệ làng văn hóa thôn Cách Thượng, đội văn nghệ truyền thống công an vũ trang thành phố Hải Phòng, đội văn nghệ làng văn hóa thôn Quỳnh Hoàng. Hôm nay cấp ủy chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân thôn Cách Thượng long trọng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ. Kính chúc các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân và quý khách thập phương một năm tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc cho mối quan hệ các đội văn nghệ ngày càng gắn bó bền chặt, vui vẻ. Chúc cho lễ hội đình làng thật vui tươi, thật mãn nguyện, an toàn và tiết kiệm. Thay mặt các ban tổ chức, tôi xin tuyên bố đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đổi mới được bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa các cô bác, các anh chị và các bạn. Hôm nay trong lễ hội đình làng, rất vinh dự cho anh chị em đội văn nghệ thôn Cách Thượng cùng với đội văn nghệ truyền thống bộ đội biên phòng Hải Phòng và đội văn nghệ thôn Quỳnh Hoàng được về đây đem lời ca tiếng hát phục vụ bà con. Hy vọng chúng tôi sẽ góp thêm một bông hoa tươi thắm trong vườn hoa muôn sắc ngàn hương của đời sống văn hóa tinh thần bà con thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn quê ta. Thay mặt cho anh chị em các đội văn nghệ, chúng tôi xin gửi tới các quý vị lời chào trân trọng nhất và chúc các quý vị bà con có một buổi tối ngọt ngào, tràn đầy yêu thương. Thưa bà con, trong ca dao Việt Nam có câu: cái cú vê vân, ngồi buồn xe chỉ, buộc chân cái ruồi, khách đến khách hãy ngồi chơi, tối còn đi chợ mua vôi tên dầu, hàng vôi nó chết đã lâu, còn mỗi hàng dầu thì nó chưa kịp xa. Nói như thế thì chả có gì để mà tiếp khách cả, nhưng không phải vậy. Hàng năm người Việt Nam ta luôn luôn có lòng mến khách. Mỗi khi có ai đó đến chơi, chúng ta đều có ấm trà, có miếng chầu, có điếu thuốc và lời ca tiếng hát để đón nhau. Vì thế cho nên tình cảm hàng xóm láng giềng, khách xa bạn gần luôn luôn được nồng ấm. Mới có câu rằng: mấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống chén trà mời anh, chay nồng vôi trắng chầu xanh, người ngoan nền nã cho anh phải lòng. Người về có nhớ em không, để em xa ngó vào trông ở người. Mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, tốt nữ đội văn nghệ thu cách thượng trình bày bài Khách đến chơi nhà, sáng tác của Lê Minh, phát triển dân ca quan họ Bắc Ninh. Xin mời bà con chúng ta cùng thưởng thức. Khách đến chơi nhà sao mấy khi, khách đến chơi
xuống trên cha mời nhau. Lời anh dưới luôn đến cho giữa thẳng vẫn biến qua cầu gió bay. Giữa em đừng hay, giữa em đừng nên ta. Đừng áo tứ hân, đừng hân bó hoa. Đừng hát câu người ơi, người ở đừng về. Chúa thương anh mắt ngập ngừa những ngày người dưng. Nhớ người dưng thế này, giá những chậu đừng cay. Kia là chị hai đi chạy hồi, kia là anh ba
hàng chiếc xóm dưới xôn xao một ngày xuân. Với cây đàn guitar
Một lần đi con trai anh tới gặp em bên suối.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Quay chụp ảnh này ơi, cuốn à? Người đẹp ơi.
Chung em thương, dòng yêu do anh đợi cho bên thờ.
Thank you.
trong nắng xuân hoa rừng tỏa hương nghi. Con suối bên đường nghi hòa nghề cùng nghi tiếng chim thanh thoát nghi. We'll be right back.
người đi âm à hồi à ư hồi ư lão hồi ư. Thank you.
Thank you.